chú chó thông minh. Liz, về thôi, về nhà thôi. Ồn ào quá. Lại lại con chó kia, phiền phức y như chủ của nó vậy. Còn ông thì đúng là lão già gan dở, điên khùng. Bà dám. Con chó kia, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày nữa. Đi vào. Suốt ngày mày cứ dính lấy con chó xấu xí của mụ già đó làm gì chứ? Tao ghét mụ ấy. Từ nay phải nhốt mày lại mới được. Trong nhà để ta đi công việc. May mà có mày, chỉ có mày là còn để ý đến ta, chứ ngoài ra chẳng có con ma nào thèm quan tâm ta cả. Res, Res. Chắc mày đói rồi phải không? Để tao cho mày ăn. Từ hôm qua đến giờ, tao chưa cho mày ăn cái gì cả. Nào, Liz, mày làm sao vậy? Nào nào, bình tĩnh, có chuyện gì chứ? Ta không ra ngoài kia đâu, trời mưa lắm. Con chó của gã hàng xóm, sao nó lại ở đây? Hay là... Đi thôi. Cuối cùng thì ông cũng đã tỉnh rồi. Sao bà lại ở đây? Hôm qua ông trúng mưa rồi bị cảm. May mà có chú chó của ông chạy sang gọi tôi. Thật kịp lúc. Hóa ra bà đã cứu tôi. Vậy mà... Không phải tôi, mà là Des và Liz đã cứu ông đấy. Des, Liz, cảm ơn chúng mày. Từ nay ta sẽ không ngăn cấm chúng mày đến với nhau nữa. Thôi được rồi, tôi nghĩ ông cũng đã đói. Có lẽ chúng ta nên thưởng thức chút súp đã nhỉ? Ồ, cảm ơn bà. Tình chị em. Em có làm sao không? Em xin lỗi ạ. Con gái mà cũng thích chơi đá bóng thế này hả em? Dạ thưa thầy, đây là học sinh nam đó ạ. Em chào thầy cô ạ. Cô nói sao? Là một ngôi trường trọng điểm của tỉnh, tại sao các thầy cô có thể để học sinh có tác phong văn hóa như thế được cơ chứ? Chúng
chúng tôi sẽ sớm khắc phục vấn đề này ạ. Buổi tối hôm ấy, thầy hiệu trưởng đã tìm đến thăm Nam. Nam có ở nhà không em? Ôi, thầy hiệu trưởng, em mời thầy vào nhà ạ. Em mời thầy uống nước ạ. Em sống ở đây một mình hả? Có nấu nướng ăn uống gì không đấy? Dạ, em đã ăn uống rồi ạ. Em ở một mình mãi nên cũng quen rồi thầy ạ. Dạ, ở một mình mà em sống rất gọn gàng ngăn nắp, thật đáng khen. Ôi, đây là ai thế em? Trông giống em quá, có phải là anh trai của em không? Dạ, thưa thầy, đó là chị gái của em ạ. Chị gái của em? Vậy mà thầy cứ tưởng con trai cơ. Mà lạ quá, sao nhà em chị gái lại để tóc con trai, mà em con trai lại nuôi tóc dài? Chị em đâu rồi? Dạ, chị em mất rồi ạ. Vậy sao? Thầy không biết, thầy xin lỗi nha. Nam, thật ra lý do là gì vậy? Nói cho thầy biết đi, biết đâu thầy có thể giúp gì đó được cho em. Thực ra em nuôi tóc dài là vì 3 năm trước gia đình em xảy ra một biến cố lớn. Cha mẹ em mất đột ngột bởi một tai nạn. Em ăn tạm đi cho đỡ đói. Chị à, chị vẫn chưa xin được việc làm ạ. Chị đã đi rất nhiều nơi rồi, thị trấn của mình cũng đâu có nhiều việc đâu. Việc con gái thì không có để xin, họ muốn nhận đàn ông con trai cơ. Nhưng chị là con gái, đâu thể làm vất vả nuôi em được cơ chứ. À, chị có cách rồi. Chị à, chị làm gì vậy? Chị dừng lại đi. Đây là mái tóc mà chị yêu quý nhất mà. Giờ thì trông chị giống con trai rồi đúng không? Chị không phải là một đứa con gái yếu ớt nữa đúng không? Vậy thì chị có thể dễ dàng xin được việc rồi. Nam ngoan của chị, Nam có thương chị không? Nếu thương chị thì phải học hành thành người nha, không lo lắng chuyện gì nữa nha. Nam thương chị, Nam thương chị nhiều lắm. Chắc chị đói lắm rồi, không biết có phải là cái cửa hàng kia không ta? Trời ơi, vậy mà chị bảo mình là chỉ khuôn vác nhẹ nhàng, chị làm việc nặng nhọc thế kia, sức nào chịu nổi cơ chứ. Chị ơi, chị My ơi, em ăn cơm cho chị nè. Đây đây, chị đây rồi. Sao mặt chị lại bị say xước thế kia? Có chút va quẹt nhỏ trên đường thôi ấy mà. Em ăn cơm chưa? Hay chị bỏ ra hai chị em mình cùng ăn cho vui nha. Sau này làm được nhiều tiền rồi thì chị để lại tóc dài chị nha. Hồi xưa ai cũng khen chị có một mái tóc vừa dài vừa mềm mượt. Ừ, chắc mấy năm nữa ổn định rồi thì chị sẽ để lại tóc á, rồi đi học lại và tìm việc làm đỡ vất vả hơn. Nhiều tháng sau. Chị à, sao chị ăn ít cơm vậy? Dạo này em thấy chị mệt mỏi quá. Chị em bé My có nhà không? Ai thế nhỉ? Ôi, các cháu của tôi, bác Vượng đây, bác đã về rồi đây. Ôi, bác Vượng, bác đã từ Mỹ trở về ạ? Có phải từ đó cuộc sống của hai chị em đã ổn hơn đúng không? Bác đã về thật đúng lúc, không thì không biết chị gái em sẽ còn phải vất vả bao lâu. Vâng, đúng là từ khi bác về, bác đã cho chị em tiền để sinh sống và cuộc sống của hai chị em không còn vất vả nữa. Chị em chỉ đi làm những công việc nhẹ nhàng. Đặc biệt, chị em hứa với em sẽ nuôi tóc dài trở lại. Em vui lắm. Nhưng... Nhưng sao? Chị à, sao dạo này chị cứ cuốn mãi cái khăn trên đầu vậy? Như vậy thì làm sao mà tóc dài nhanh được? Chị cuốn vậy làm việc cho đỡ vướng ấy mà. Chị à, thế này là sao?
Đến lúc này chị cũng không giấu được em nữa rồi. Tóc của chị sẽ không dài được nữa đâu. Chị bị ung thư Nam ạ. Vậy là những lần chị ho ra máu, những lần chị nằm mệt, chị bảo chị bị ốm nhẹ là chị đã giấu em. Một thời gian ngắn sau thì chị em mất. Kể từ đó, vì thương nhớ chị, em đã quyết tâm thay chị nuôi một mái tóc dài. Giờ thì thầy đã hiểu rồi. Em có một người chị thật tuyệt vời biết bao. Vâng, em rất nhớ chị em. Em biết không, kể cả là khi em nuôi tóc dài hay không nuôi tóc, thì chị em, bố mẹ em vẫn biết em yêu họ đến thế nào. Chắc em biết điều đấy hơn ai hết đúng không? Chị ơi, em sẽ mạnh mẽ để trưởng thành như bao kỳ vọng của chị dành cho em. Ở nơi xa ấy, chị hãy yên tâm chị nha. Chiếc bình thần kỳ. Chà, mới vào mùa hè mà đã nóng thế chứ. Chà, gì thế nhỉ? Ôi, một chiếc bình xanh tuyệt đẹp. Tôi đã cắt được hết vạt cỏ đằng kia rồi. Thế mình cuốc đất thế nào rồi? Mà mình đang cầm cái gì trên tay thế? Mình nhìn xem, cái bình này đẹp không? Một chiếc bình sành cũ rích. Tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Mà chiếc bình này thì được tích sự gì cơ chứ? Mà thôi, trưa rồi, mình nghỉ tay ăn cơm đã. Trời ơi, mình xem kìa. Lạ quá, cái liềm của tôi. Sao tôi cắm một cái mà lại mọc ra nhiều cái thế này? Trời đất, đây đúng là bình thần rồi mình ạ. Tôi có mơ không vậy? Thôi, chúng ta cứ về đã, thử cho một thứ số khác vào xem thế nào. Mình nói đúng đấy, nếu đây thực sự là chiếc bình thần, thì chúng ta sắp thoát nghèo rồi. Mình đem gạo đến đây xem nào. Trời ơi, vậy là chúng ta đã thực sự không còn nghèo nữa rồi. Chiếc bình tuyệt diệu quá. Anh đi đâu mà vội thế? Năm nay, hạn hán đói kém quá. Tôi phải sang nhà phú ông vay ít gạo về cho các cháu ở nhà. Lão phú ông thường cho vay nặng lãi, nhưng như thế còn hơn là không có gì ăn. Các cháu suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bác đừng đi, sang nhà em lấy gạo về mà ăn. Sao cơ? Chẳng phải nhà chú rất nghèo sao? Đâu có khác gì nhà tôi, lấy đâu gạo mà cho tôi vay? Không phải em cho bác vay, mà là cho. Bác cứ theo em về nhà, em sẽ cho bác biết một bí mật. Thật ư? Mình ơi, có bác Tí Sang này. Mình mang chiếc bình quý và nắm gạo ra đây. Em chào bác. Chào cô. Anh Sửu có nói với tôi sẽ cho tôi biết một bí mật làm tôi tò mò quá. Vâng, bác sẽ biết bí mật ấy ngay đây ạ. Bác xem nhé. Thật kỳ diệu. Bác nhớ nhắn với mọi người đến nhà em lấy gạo về ăn nhé. Cảm ơn cô chú quá, cô chú thật tốt bụng. Từ ngày nhà này có chiếc bình quý, mình mất hẳn người làm công. Không những thế, còn không ai đến vay nặng lãi nhà mình nữa. Thật bực mình. Mình phải tìm cách lấy bằng được chiếc bình này. Chỉ cần có chiếc bình này, ta sẽ giàu to. Bọn dân làng không còn chiếc bình nữa, cũng phải đến làm thuê cho ta thôi. Bà vào nhà tôi bảo. Ông có chuyện gì mà cứ thì thà thì thục thế? Tên Sửu có chiếc bình rất quý. Cho mọi thứ vào đó, nó sẽ nhân lên thành rất nhiều. Tôi định tìm cách lấy chiếc bình đó đem về nhà mình. Chỉ cần bỏ chút vàng vào đó thì vàng sẽ đầy bình. Chúng ta tha hồ giàu có. Đừng, tôi nghĩ không nên đâu. Người ta có chiếc bình ấy là người ta có phước. Mà người ta cũng nghèo. Có chiếc bình, người ta cũng đỡ khổ. Người ta còn giúp đỡ cho bao nhiêu người khác nữa. Ông không nên làm thế, chẳng ra làm sao cả. Bà thì biết cái gì? Không muốn giàu hả? Thì nhà mình cũng có thiếu cái gì đâu. Sao ông cứ muốn giàu hơn nữa để làm gì? Được, bà không đi cùng tôi, thì tôi sẽ đi một mình. Lúc ấy đừng có cầu xin tôi đấy. Thank you.
Giờ ta phải xem chiếc bình này có gì kỳ diệu mà nó lại có thể nhân mọi thứ lên nhiều thế. Ôi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Cứu tôi với bà con ơi. Thằng Dần, thằng Dần. Nhìn tay lão phú ông kìa, chắc là ăn cắp cái bình của anh Dần rồi. Tham cho lắm vào, bây giờ nhiều tay tha hồ mà vơ vét nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.